Hoa hậu cưới chú lùn kém sắc với Vô Lệ 6 tỷ, từng khổ sở vì hợp đồng cấm yêu. Chuyện tình giữa hoa hậu xinh đẹp và nam diễn viên có chiều cao khiêm tốn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thông thường, nhiều người sẽ suy nghĩ Hoa House cặp với đại gia hoặc những anh chàng điển trai có chiều cao nổi trội. Tuy nhiên, trường hợp của Lý Á Nam, Miss Chinese International 2005 lại khác. Người đẹp cao 1m75 đã quyết định kết hôn với anh chàng nấm lùn 1m62 khiến nhiều người bất ngờ, xen lẫn ngưỡng mộ. Cụ thể, Lý Á Nam gặp nam diễn viên Hải Vương Tổ Lam khi anh chàng 25 tuổi đang cật lực làm việc để chăm lo, gánh vác gia đình. Tuy đối phương không điển trai như Bạch Mã Hoàng Tử nhưng người đẹp lại rất ấn tượng và dành tình cảm yêu mến. Lúc đó, tôi cảm thấy anh giống như một cái cây vững chãi, có khả năng mang lại cho những người xung quanh cảm giác an toàn, yên tâm. Không phải anh ấy đã tán tỉnh tôi thành công mà là tình yêu đã chọn chúng tôi, nàng hậu chia sẻ về lý do lựa chọn kết hôn với chàng trai kém cô 13cm. Gần đây, khi chia sẻ về hôn nhân, Lý Á Nam cho biết chồng là người sống có trách nhiệm, quan tâm vợ con. Những khi lịch trình làm việc bận rộn, anh luôn tranh thủ thời gian gọi về hỏi thăm người thân. Những lúc rảnh rỗi, Vương Cổ Lam sẽ đưa cả nhà đi du lịch nghỉ dưỡng, cùng quây quần bên nhau. Sau khi Singapore, tôi rất thích nấu ăn. Anh ấy khuyến khích tôi xuất bản sách nấu ăn. Năm ngoái, anh ấy thậm chí còn khuyến khích tôi bắt đầu vẽ lại và giúp tôi lên kế hoạch cho một triển lãm nghệ thuật. Anh ấy sẽ không thấy khó chịu mà vui vẻ cùng tôi chụp ảnh phục vụ kế hoạch ấy, dù chỉ ngủ được 4 tiếng sau một ngày làm việc dài. Nàng hậu chia sẻ về việc chồng luôn quan tâm, ủng hộ đến sở thích, đam mê của vợ. Thời điểm Lý Á Nam công khai tình cảm với Vương Tổ Lam, nhiều người đã phản đối vì cho rằng cả hai như đũa lệch, không xứng về ngoại hình. Gia đình của nàng hậu cũng từng ngăn cản mối quan hệ này. Về phía Lý Á Nam, thời điểm đó cô vừa gia nhập TVB và có lời hứa sẽ không hẹn hò, ưu tiên công việc lên hàng đầu. Nếu hẹn hò khi vào ngành chưa bao lâu thì cứ như thể tôi đến đây để hẹn hò nhiều hơn là làm việc. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Lúc đó tôi vừa khóc vừa đòi chia tay khiến Tổ Lam rất buồn, nàng hậu tâm sự. Tuy nhiên, nhờ vào tình yêu chân thành cùng sự chứng minh thuyết phục từ Vương Tổ Lam, nàng hậu đã gật đầu trở thành vợ của anh. Năm 2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ hoành tráng. Có thông tin cho biết nam diễn viên đã chi ra 2 triệu SKD, hơn 6 tỷ đồng, cho đám cưới. Tổ ấm của cặp đôi càng thêm viên mãn khi hai con gái lần lượt chào đời vào năm 2018 và 2020.